Để mình túm một con cho các bạn xem nhé. Nhìn phê ơi là phê. Thảo ở đây mình tưởng là chúng nó cắn nhau cơ, nhưng không phải đâu. Bể rộng này chúng nó thoải mái lắm, nó không cắn nhau đâu. Đẹp không này? Đó. Xem cái màu của con xanh xanh. Còn cái lô mà lần trước mình mua ấy, thì nó nhiều các bạn bảo đó là cá lia thia chứ không phải cá beta. Đây mới là beta này các bạn này. Kiểu nó cũng con beta này nó không rực rỡ, đuôi nó kiểu nó không rộng như cái con lia thia thì to hơn. Còn bây giờ thì những cái cặp này thì mình mang ra ngoài bể kia thôi. À, chống đi mái, căn bản là có bể kính đấy, nó rộng nên cũng không có sợ là nó cắn nhau đâu. Nếu như mà bể hẹp thì có thể là sử dụng bằng tách chống tách mái, nhưng mà bể rộng thì thoải mái đi. Đẹp thế luôn này. Con này còn màu xanh ngọc các bạn này, nó màu ngọc ngọc này. Wow. Uầy đẹp thế. Không biết là nó có trâu như bọn chân sứt không đây. Nào, hai đứa đi ra ngoài này đi. Đi ra ngoài đây này, anh kiểm tra xem trứng chiếc đến đâu rồi nào. Đi. Dạ, ngoan nhá. Đấy. Được cái là người ta bảo là đẹp người nhiều khi là nó đẹp luôn cả cái lết đấy các bạn ạ. Cái con gà mái này của mình ấy, chắc hẳn là cũng nhiều các bạn chơi gà tre Bắc Tít thì các bạn biết con mái này nó cũng không phải là giai nhân gì tuyệt sắc quá. Thế nhưng mà để mà nói thì về cái độ ưng của nó ấy, thì là cũng rất nhiều các bạn là cũng đến đây và cũng đã từng nói rằng là con gà mái này là khá chi là đẹp luôn. 10 điểm thì có thể là chấm cho nó được 8 điểm. Còn con trống này thì nó là 10 điểm thì có thể chấm cho nó được 7 điểm. Được cái là ngon lành cành đào luôn. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Nếu như các bạn nào mà đi theo đạo Thiên Chúa thì qua cái Noel này mình cũng gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Còn thì ở bên mình là bên đạo Phật rồi, thế cho nên là cũng chẳng biết là nói như nào để cho nó hay cả. Thì thôi cứ xòe xòa chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ. Thì hôm nay mình kiểm tra lại cái cổ trứng của gà của mình nhé. 2, 4, 6, 8, 9 quả rồi. Đấy, được cái là thế cho nên mình bảo luôn là đẹp người đẹp cả lết, là biết đằng đẻ luôn vào tổ cho nó. Khi mà mình làm đấy, đâu vào đấy luôn. Còn anh chị ả bên này trơn quá, trơn lắm. Rồi, đấy đi ra ngoài này đi. Ra ngoài này chơi cho nó rộng chân rộng cẳng lại vào đẻ. Hỏi sao đồ đạc của tôi nó không bị hỏng với anh với chị đấy. Hả? Suốt ngày trầu đây làm gì? Kìa, cái chân dẫm lên ông rồng rồi kìa. Mặt cứ trơ ra vẫn cứ... Đây, lần này tôi mang về cho anh, cho chị cả một cái quận rồng mới luôn. Xem là anh chị làm gì nào. Suốt ngày trầu hấu ở đây, đơn giản là... gọi để cho ăn thôi này. Đây, nhầu đi. Đấy. Nhá được không? Đây chính là cái hậu quả. Tất nhiên thì nó cũng là cái rồng nó cũng cũ rồi các bạn, chứ mình cũng chẳng thể đổ tội cho nó được hết. Nó cũng cũ rồi. Thế nhưng mà cứ để ở đây này, là phải lùa ở dưới gầm cái cầu thang sắt này này. Thế nhưng mà con đà điểu là nó chuyên ra kiểu nó quanh quẩn ở đây này, nó trầu hậu ở đây là nó cứ dẫm à. Thế là nó cũng cộng thêm nó vào, nó cũng hỏng thêm nữa các bạn. Chứ cũng bình thường ra thì cũng được thêm tháng, đôi tháng nữa. Em biết chuyện gì xảy ra không? Hôm qua 2 giờ đêm anh phải dậy để tháo đầu con dê này ở trong cái lỗ kia. Đấy, đã tháo không được thì cái con dê đực ở đằng sau nó cứ nhảy lên, bực thật. Đây các bạn này, ở lửa đêm hôm qua cứ nghe thấy tiếng bè bè bè. Hóa ra con dê cái là rút đầu vào đây. Rút đầu ở đây thì kiểu hai cái sừng nó vướng lắm. Khi rút vào thì nó dễ, nhưng mà khi mà mình đẩy thì nó khó. Thế là cái con dê đực ở trong chả giải quyết được cái gì. Cứ thế là cứ nhảy lên con dê cái, bực ơi là bực luôn. Đúng là dê già. Đúng là dê già. Làm gì? Không là cho đi ép dâu nhá. Ui, các bạn thấy không? Nó nghịch đến mức như thế thì còn cái gì nữa, cái chuồng này nữa. Thôi, mình chỉ trêu đùa một chút như vậy thôi. Còn bây giờ công việc chính của mình là đưa cái ống rồng này chạy làm sao cho nó hết cái vườn các bạn. Em phải ấy cơ, em phải là cho hết cả một cái ống rồng này kéo ra cơ. Tức là phải cho hết cái đầu kia ra, xong bắt đầu mình lắc quay được. Đấy, cứ phải cho hết ra. Hôm nay đi chơi sớm em ơi.
Đợi anh tí, anh đang rửa tay tí. Mấy thanh niên tới nhà chơi rồi. Em quay đầu về này đi. Em đi thẳng về này đi. Bây giờ phải tháo gỡ hết ra cơ mới được. Đấy, có cái ông giàu gái ngon lành cành đào ngay, làm mấy cái cây của mình chết khô mất mấy hôm nay rồi. Ôi cha cha, hôm nay ấm áp lên mới hỏi thăm thanh niên được đây. Cho thanh niên tắm được đây. Thanh niên này lâu lắm rồi mình chưa quay tới cho các bạn xem, bởi vì là mùa đông này ấy, là mình vẫn cứ ủ thanh niên ở trong cái chuồng, cho nên là cũng không có gì đáng lo lắm. May hôm nay thời tiết cũng ấm lên thì tắm cho thanh niên cái, cho thanh niên vệ sinh. Được cái là thanh niên này lớn tuổi thế nhưng mà Barbie, trông Barbie và dễ gần. Thanh niên là được ở trong cái thau này thì thôi chứ ở cả ngày. Cái giống này hình như là nó ở một nửa nước một nửa cạn hay sao các bạn. Mình nghĩ là như vậy. Nước này là nước máy từ giếng lên cho nên rất chi là ấm rồi. Đấy, thanh niên thoải mái đi nhá. Cứ sờ kê đi. Đây rồi, hàng đây rồi, hàng đây rồi, hàng đây rồi. Rồi, cho mình xin nhá. Không cần phải kiểm tra đâu. 32.000 à, rồi nhất trí. Rồi, cuối cùng món hàng ở phương xa đã về tới nơi. Bây giờ ấy, mình đang ở trên nhà quế để mình về, mình bóc ra để xem các bạn đó là cái món quà gì nhá. Đã về tới nhà, đã về tới nhà rồi. Ôi trời. Đâu, còn gì đây? Mình vừa ở trên nhà quế, hộ quế một vài cái công việc đó là set up lại cái khu mà làm Giáng sinh các bạn. Thì nhận được cái món quà này, thì các bạn có tò mò bên trong cái món quà này nó là cái gì không? Đó chính là một bạn ở trên Facebook, bạn ở trong Quảng Ngãi, bạn ấy có gửi tặng mình một lô cá beta. Đây, để mình bóc ra xem hình hài nó như thế nào. Ở ngoài miền Bắc mình ấy, về mùa này thì nó cũng hơi khó một chút về cái vần nuôi cá, bởi vì là bể thì mình có nhiều lắm, thế nhưng mà đèn sưởi thì mình cũng không có nhiều lắm đâu, thế thành ra là cũng có thể là hơi khó khăn một tí, nhưng mình sẽ cố gắng. Mình không biết là có bạn nào nhớ không, ngày xưa mình cũng được một bạn tặng cho mình khá nhiều cá beta đấy, thế nhưng mà cái ngày bây giờ thì kinh nghiệm của mình chưa có, mà cái miền Bắc của mình cái năm vừa rồi ui nó nóng kinh khủng lắm, cho nên là chăm sóc con gì vậy lắm quá cũng vất vả, mà rét quá cũng tội ghê ấy. Wow, cẩn thận chưa này các bạn này. Rồi để mình khui nó ra các bạn nhé. Ôi trời ơi, sao nó lại nhiều đến mức thế này à các bạn ơi. Thật sự là không nghĩ rằng là bạn ấy là gửi tặng cho mình nhiều thế này đâu các bạn này. Ôi trời, hai túi này to là đây gọi là cá tổng hợp. Bạn bảo là size này là size 4cm nè, tổng hợp này. Đấy các bạn ơi, hai túi nhiều chưa. Ôi trời ơi, thế này thì có khả năng cái khu mà cái tổng hợp này là mình cho vào trong cái bể này. Còn đây bạn đấy là lựa cho mình này, con mái này, con trống này. Đây bạn bảo là đây này, bên đây gọi là beta xịn này anh Long này. Bạn này ở tận trong Quảng Ngãi các bạn, gửi cho mình thì hơi xa, vất vả một chút xíu, nhưng mà qua đây thì cũng cho mình gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn đã quan tâm và tặng Long Đen cái lô cá này. Thì mình bây giờ thì mình tạm thời mình để đây ra đã, và để mình chuẩn bị cái bóng sưởi ở ngoài Bắc mình đấy các bạn biết rồi đấy. Nhưng mà cái con trống và con mái bây giờ thì mình là phải nuôi riêng ra, mái nuôi hẳn riêng ra, trống nuôi hẳn riêng ra. Thế là ba bể bây giờ các bạn, bể này thì để nuôi tổng hợp này, sửa bóng này, còn thì trống và mái là mình phải nuôi riêng ra để ví dụ như các bạn sang mùa hè ấy, thì là mình có, hoặc là ấm lên thì mình có nhiều cái bể hơn,
nhiều cái bể hơn thì lúc đó không cần phải máy sửa thì mình sẽ dễ ghép hơn. Còn bây giờ thì tạm thời ấy, là mình phải nói chuẩn là giữ được chúng nó thôi là đã là một cái kỳ tích rồi, chứ đừng có nói chuyện là ép đẻ trong cái thời điểm này nữa. Để bây giờ mình lấy thử một cái bát ra, mình cắt tạm một con trống hoặc một con mái ra để cho các bạn xem nhá, nó phê thế nào. Rồi bây giờ thì mình thử một em cá mái này ra xem các bạn nhé, xem nó phê thế nào này. Đấy các bạn này, con này đang ôm trứng ở đây này. Đấy, ghê chưa, beta xịn đấy. Đuôi nó như xòe ra đuôi như đuôi cái quạt. Con này ôm trứng to, bụng to lắm rồi. Đấy, còn trong này thì nhiều trống, nhiều mái lắm. Xem nào, một mái này, à, kia một mái này, đây là hai mái này. Đó, ba mái này, bốn mái này, năm mái này. Ấy, ghê chưa. Rồi bây giờ để mình đổ tiếp cái lô này ra xem là nó là tổng hợp cái chắc là cả trống cả mái ở trong cái lô này các bạn này. Đẹp đấy. Ui, các bạn thấy không, đây mới chỉ là một túi thôi này, nhiều thế, đủ các loại màu sặc sỡ luôn. Rồi ổn định rồi, ổn định nhiệt độ rồi, và hơi lạnh một chút nhưng mà tạm thời ra đây đã em ơi. Anh cũng biết là hơi lạnh đấy, miền Bắc bọn anh nó lạnh hơn ở trong miền Trung của bọn em nhiều. À, các bạn nhìn này, đẹp chưa? Đấy, tiếp tục một túi nữa để mình còn khẩn trương mình sưởi bóng luôn cho các bạn, sưởi bóng nó luôn ý. Xem nào, á, tà tà, đây thế này, nước hơi giá, nhưng mà thôi được rồi, cố chịu 15 phút nữa thôi em ạ. Một tí nữa thôi là anh sẽ cho các em đâu vào đấy luôn. Rồi, bây giờ có bóng sưởi rồi em ơi, không sợ lạnh nữa. Tí nữa thả cả cái đầu phích cắm xuống thì chết. 15 phút sau phát là ấm áp luôn. Tình cảm ấm áp chan chà. Để mình túm một con cho các bạn xem nhé. Nhìn phê ơi là phê. Thảo ở đây mình tưởng là chúng nó cắn nhau cơ, nhưng không phải, bể rộng này chúng nó thoải mái lắm, nó không gần nhau đâu, đẹp không này. Đó, xem cái màu con xanh xanh. Còn cái lô mà lần trước mình mua ấy, thì nó nhiều các bạn bảo đó là cá lia thia chứ không phải cá beta. Đây mới là beta này các bạn này. Kiểu nó cũng con beta này nó không rực rỡ, đuôi nó kiểu nó không rộng như cái con lia thia thì to hơn. Còn bây giờ thì những cái cặp này thì mình mang ra ngoài bể kia thôi. Đó, trống đi mái, căn bản là có bể kính đấy, nó rộng nên cũng không có sợ là nó cắn nhau đâu. Đẹp thế luôn. Con này còn màu xanh ngọc này các bạn này, nó màu ngọc ngọc này. Wow. Uầy, đẹp thế. Không biết là nó có trâu như bọn xương sứt không đây. Hương ơi, Hương hộ anh một tay. Hương ơi, Hương mang cái xô đây để anh mang hết chỗ cá này ra. Em phụ anh một tay, em cắt một cái cặp này ra. Đây là con mái này, đây là con trống này. Mình sẽ thả vào trong cái bể này các bạn này. Thả trong cái bể này thì nó cũng có hay, có khả năng là nó cũng không sợ rét đâu. Nếu như trong trường hợp rét thì mình chỉ hẹo mất một đôi thôi. Nhưng mà cái hay của nó là nó vào trong này thì nó có thể là nó sẽ ăn những con long quăng ấy. Vì mùa này thì miền Bắc thì nó cũng khá là nhiều muỗi. Cho nên mình chưa chứng chắc là thôi cứ để như vậy thì cho nó ăn hết những con long quăng thôi. Đó, cho cái chậu súng này vào đây cho nó đẹp. Wow. Đây, một cặp của nó đây. Con này thì có phải các bạn nhìn nó đang có chưởng không? Con mái đang có chưởng không? Đây, bạn rất cẩn thận, có cả gì nhỉ? Lá bàng, đây là màu này là màu lá bàng rồi. Rồi vào đây. Tinh 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 theo hồ rộng này nhá. Ôi, nhà mình có còn cái bạt nó cũng hưng nhỉ? Còn một cái bạt á, nếu thế thì chiều em ra đây ấy là em đây. Em chùm nó lên như này. Bây giờ thì mình thả cá vào trong cái này các bạn ạ. Mỗi một cặp là cho vào trong cái bể này. Trước kia thì mình rộng cá cò. Thế nhưng mà cá cò thì mình cho hết vào bể kính rồi. Thì sau đó là sẽ phủ bạt lên đây. Thì mỗi một lần cho ăn ấy là nhúng cái kiểu nhúng cái chùm quế ra một con. Sau đó lại nhúng sang một con. Bên này không phải con cá cò đâu. Con này là con đồng đong. Nào, bây giờ con trống em cắt một con trống này. Một con mái cho vào. Cứ một trống một mái. Con này đang cắt là con mái này. Công nhận nhiều thật luôn các bạn. Mình phải nói cái cụm từ bây giờ mình phải là nó là gọi là trang trại cá beta mất. Còn đây là con trống. Thích thật. Không hiểu sao đợt này mình lại có duyên với lại cá thế không biết được chứ. Đấy, một trống một mái. Rồi,
Bây giờ em cứ chia ra một trống một mái này để anh ra kia anh lấy bèo. Tại sao cá trống rất đẹp mà người trống thì xấu thế? Em đang có ý gì đây? Không biết. Anh hơi bị đẹp trai đấy, đừng có nói thế nhá. Vỉa ai đấy? Trống này. Mái đâu nhỉ? Đều đủ không? Xem nào, thừa bao nhiêu, còn bao nhiêu cặp nữa? À đủ thoải mái nhỉ? Ờ đủ thoải mái, được hai ô nữa. Ờ rồi, để anh ra anh lấy bèo. Cái cặp này trông mai màu đẹp nhỉ? Ờ cứ cặp nào đẹp thì ghép vào đẹp. Mình thì cũng mong rằng là như này các bạn này. Thực ra là trong cái tâm tư của mình ấy là muốn là cái như các bạn ấy chia sẻ là nếu mà ép đẻ được thì rất đơn giản, nhưng mà nuôi con của nó thì rất chi là khó. Thì mình mong rằng là qua cái Facebook của Jin Nguyễn này thì cũng có thể các bạn nào có đam mê thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Jin Nguyễn để có giống, hoặc là sau này mình cũng có cần kinh nghiệm của bạn Jin Nguyễn này để mình chăm sóc cái lô cá beta này luôn đấy các bạn ạ. Rồi để anh ra anh lấy nhá, anh ra anh lấy bèo nhá. Đây này, sau này lai mai mà nó mà có thành công nữa thì mình cho hết những cái bể này thành bể beta luôn, cho nó ngầu luôn. Các bạn thấy hay không? Cái bể này của mình nó rộng mà, nó rộng thoải mái lắm. Mà trà vừa rồi mình độc đơn giản luôn mấy con cua, mấy con bống với lại mấy con đồng đong. Này, em xé ra mỗi một bên cho một tảng bèo vào. Tảng bèo này thì nó vừa có tác dụng nó thanh lọc nước này các bạn này, mà nó lại vừa có thể làm cái nơi trú ngụ cho cái con cá ấy. Nếu như mà nó mà đẻ các bạn là nó cũng có chỗ để nó cho cái bong bóng của nó vào, để nó giữ bong bóng của nó. Và thứ hai là mà có chăng thì có may mắn mà có đẻ thì nó cũng là nơi trú ngụ cho cái con của nó. Đây hai con này không hề có ý định gì chọi nhau luôn. Rồi đẹp đấy. Thích thật chứ nhỉ, không hiểu sao mà mình đam mê thế không biết đấy nhỉ. Đây con này là con mái là cái chắc rồi các bạn. Đây con này bụng tròn tròn này là con mái rồi. Con gầy gầy này là con trống. Rồi xong phim rồi, bây giờ chỉ còn công tác là phủ bạt lên nữa thôi các bạn. Phủ bạt thì cẩn thận hơn để mình giữ ấm mà. Vì các bạn biết rồi, cũng không cần phải nói nhiều, miền Bắc quê mình thì rất chi là khó khăn trong cái việc nuôi cá trong cái mùa này luôn. Sao đần thối đần nát ra thế? Đang nghĩ phủ bạt. Ờ đang nghĩ phủ bạt à. Rồi tắm tát xong chưa cụ rùa ơi? Thanh niên rùa tắm rửa xong chưa đây? Thôi kê rồi, thế là mát mẻ rồi. Bây giờ mời thanh niên về chuồng nhá. Về chuồng thôi, cụ già. Chuồng đây. Trong này thì tha hồ ấm áp rồi các bạn ạ. Cũng là cuối ngày rồi, thôi đến đưa thanh niên rùa vào trong chuồng là cũng là kết thúc video. Một lần nữa thì Long Đen cũng luôn chúc các bạn là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhá. Lâu ghê rồi mình cũng chả cân kéo gì đâu, chẳng biết là lên cân hay xuống cân nữa đây. Thôi, đây về.